Dạ vâng, em Hương chào cả nhà mình nhé. Tiếp tục giới thiệu một em X, một cảm biến và không cảm biến các bạn. Là một bên bếp phải có cảm biến và bên bếp trái thì nấu bình thường như là chiếc bếp Việt Nam cả nhà nhé. Đã. Một chiếc bếp giá thì chỉ hơn 2 triệu thôi. Mặt kính lau chùi rất là dễ, kính màu đen chấm bi này, các anh chị nhìn rất là mới đúng không ạ? Một chiếc bếp trông rất là đẹp luôn. Một chiếc bếp của hãng Osaka ga, mã là 110H402 cả nhà nhé. Đấy, các anh chị nhận bếp thì kiểm tra cái mã này giúp em Hương. Đấy, các anh chị vào xem bếp, thấy bếp đẹp thì ủng hộ em Hương một like. Anh chị nào mà chưa có đăng ký kênh thì ủng hộ em Hương thêm một nút đăng ký kênh nữa. Nhà em Hương tại Triệu Sơn, Thanh Hóa cả nhà nhé. Anh chị nào ở gần thì em mời các anh chị qua xem hàng. Còn nếu như mình ở xa quá, về khoảng cách địa lý mình không thể đến cửa hàng trực tiếp để mình xem được thì nhắn tin cho em về cái nhu cầu tài chính và nhu cầu sử dụng của mình. Em sẽ tìm cho các anh chị một chiếc bếp như ý nhất ạ. Cả nhà lưu ý giúp em Hương này, nhà em Hương cho kiểm tra hàng, cho kiểm tra bếp, test lửa luôn cả nhà nhé. Nên là khi nhận hàng mình cố gắng, nếu như mình không có kiểm tra được thì mình nhờ người khác kiểm tra giúp em. Bếp em gửi đi là bếp lành lặn, không có vỡ, không có móc méo gì hết. Nhưng mà trong quá trình vận chuyển thì cũng đôi khi là có sự cố xảy ra. Nên để em xử lý luôn khi các bác nhận hàng. Còn khi mà cả nhà đã bóc, không kiểm tra hàng mà bóc ra rồi thì em không thể xử lý được đâu cả nhà nhé. Nên là mình mất tiền mua thì mình chịu khó một tí giúp em. Còn tất cả các bếp test ok hết thì nhà em mới gửi ạ. Chiếc bếp bên phải là có cảm biến thì hiện tại em Hương đang test tính năng chống cháy nồi. Còn chiếc bếp bên trái thì là nấu giống như bếp Việt Nam. Bếp sẽ không, nếu như mình quên thì vẫn cháy nồi cả nhà nhé. Cái chiếc bếp này thì dùng để chiên rán hoặc là rang đồ khô ạ. Bếp bên phải cảm biến rất là nhạy đúng không cả nhà? Một phút thôi là đã tắt bếp rồi. Sau khi tắt bếp thì bếp sẽ khóa ga ngay lập tức cả nhà nhé. Đây, em hướng test trực tiếp cho cả nhà thấy luôn. Miền Bắc bây giờ thì cũng rất là lạnh rồi, miền Bắc miền Trung rất là lạnh. Nên là nếu các anh chị về test bếp thì lấy cái nồi nhôm thật mỏng, không có là nồi vừa dày mà vừa to thì tạo nhiệt sẽ rất là nhanh, sẽ không có test được đâu ạ. Còn chính thức ăn ở trong nồi thì mới làm cái nhiệt độ nó dâng cao lên và mới tắt bếp được cả nhà nhé. Chiếc bếp này thì các bác dùng để chiên rán hoặc là mình rang đồ khô. Lửa to liên tục, không có lo bị ngắt bếp. Tuy bếp không có cảm biến nhưng mà vẫn có tính năng an toàn, đó là khóa ga khi mất ngọn lửa đi. Bây giờ em Hương sẽ test cho cả nhà nhìn thấy nhé. Cần gạt lửa to nhỏ đi ạ. Đây là về mức lửa nhỏ nhất này. Đối với tính năng khóa ga khi mất ngọn lửa thì bếp mất khoảng tầm 15 giây ạ. 15 giây sau thì bếp sẽ khóa ga. Sẽ quay sơ qua về thành vách cho các anh chị thấy nhé. Đây, bếp có bị chấm, có bị chày thì nhà em có xử lý luôn lại cho mình luôn rồi. Đấy, xử lý lại cho các bác về cắm ga vào sử dụng thôi. Có một chày chút xíu thôi các anh chị ạ. Hàng bãi mà đúng không ạ? Hàng bãi thì mình không thể tránh khỏi những cái vết chày xước được. Rồi, ok, đã khóa ga rồi ạ. Đây là bếp đánh được bằng một đôi pin đại ở nhà nhé. Đôi pin đại này thì mình có thể mua, tốt nhất là mình nên mua ở cửa hàng điện tử hoặc là điện dân dụng đấy. Đấy, đây là pin của bếp, đây là bật bếp phải, bật bếp trái ạ. Ấn vào giữ một tí thôi, xong mình thả tay ra. Tình trạng của bếp như thế này các bác nhá. Em Hương sẽ quay rõ cho các anh chị thấy luôn. Tình trạng bếp lỗi lầm ở đâu em Hương sẽ nói rõ luôn ạ. Để mình mua bếp thì mình xem video và mình ưng ý thì mình mua. Bếp bên phải có chế độ tùy chỉnh nhiệt độ chiên rán từ 160 đến 200 độ C. Nấu nước sôi, hẹn giờ 3 phút, hẹn giờ 10 phút. Nấu cơm, nấu cháo, các tính năng đều hoạt động tốt hết cả nhà. Đấy, bếp bên phải nhé. Tiếp theo, đây là khay nướng và vị nướng của bếp đấy ạ. Khay nướng thì bằng nhôm các bác nhé. Cái vị nướng thì không có được đẹp lắm. Đấy, rồi, đây là phía trong một lò nướng đây cả nhà. Riêng đối với cái dòng mắt ếch như thế này, các bác lưu ý này, mình ấn và giữ tay nhé. Mình ấn và giữ tay một chút xíu. Đến khi nào cái đồng hồ hiện ở đây lên ạ, thì mình thả tay ra. Rồi, là ok. Lửa từ trên hắt xuống và hai bên hông hắt sang cả nhà. Những cái dòng hai tầng lửa như thế này thì các bác nướng sẽ nhanh hơn cái dòng một tầng lửa nhá. Cùng một cái thời gian nấu nướng thôi, nhưng mà mình có thể chế biến rất là nhiều món ăn cho gia đình của mình đúng không ạ? Buổi tối khi mình thèm đồ nướng chẳng hạn thì mình có thể nướng bằng cái chiếc bếp của mình luôn. Mình cũng không cần ra hàng ra quán. Tối đa là 15 phút và tối thiểu sẽ là 1 phút ạ. Một chiếc bếp mặt kính là hình phun chức năng mà giá thì chỉ 2.600.000 đồng thôi cả nhà nhé. 2.600.000 đồng. Nhà em Hương bảo hành cho các bác 1 năm. Cái dòng mắt ếch này thì đời sẽ không cao đâu cả nhà nhé. Đấy, Chiếc này thì nó chỉ 200 mấy thôi, nhưng mà nó bền lắm. Cái họng của chiếc bếp này nó là họng đúc. Các bác biết rồi, những bác nào mà đã biết đến cái dòng bếp ga Nhật rồi ấy, thì biết những cái chiếc bếp họng đúc thì nó gọi là siêu bền rồi. Họng đúc, nồi đồng quấy đá, em Hương hay gọi là nồi đồng quấy đá đấy. Vì sao lại gọi là cái từ ngữ như thế? Tại vì nó gọi là nó quá bền luôn ạ. Hiện tại thì em đang test cái chức năng hẹn giờ của bếp lò nướng đây cả nhà. Còn hơn 15 giây nữa bếp sẽ khóa ga. Mặt kính thì các anh chị lau chùi sẽ rất là dễ, rất là sạch sẽ. Mặt kính chấm bi cả nhà nhé, mặt này rất đẹp. Đấy, bác nào mà quan tâm tới cái chiếc bếp nhiều tính năng mà giá chỉ hơn 2 triệu thôi thì liên hệ em nhé. Ngoài cái dòng bếp 1 rồi, bếp đã khóa ga rồi cả nhà. Sau khi tắt bếp thì đã khóa ga luôn rồi đấy. Ngoài cái dòng bếp một bên cảm biến, một bên không cảm biến thì nhà em còn có cái dòng bếp đó là một bên chắn gió nhá. Đấy, một bên chắn gió và một bên có cảm biến, sử dụng giống như là cái chiếc bếp này luôn. Em sẽ lên ở trong video sau cả nhà. Còn bác nào mà muốn tham khảo trước thì liên hệ em sẽ chụp hình gửi cho các bác nhé. 0359014200 là số của em ạ. Bác nào mà quan tâm từ cái chiếc bếp này thì liên hệ cho em. Ngoài bán bếp thì nhà em còn bán các cái phụ kiện khác đi kèm như là chia lửa này, kiềng bếp, hoặc là các cái đồ hàng Nhật bãi khác như là nồi cơm điện, bình thủy, rồi xe đạp, massage, quạt. Rất là nhiều mặt hàng các bạn. Cứ gọi em Hương là mua được bếp, gọi em Hương là sẽ có đơn thôi. Không có lo không mua được bếp đâu. Hàng nhà em thì cứ một tuần chục ngày sẽ về một lần. Mình chưa ưng được chiếc bếp này thì mình đợi thêm, nếu mình không quá vội thì mình đợi thêm vài hôm nữa nhé. Rồi, em xin cảm ơn tất cả mọi người. Trước khi rời kênh thì các bác cho em một like và một đăng ký kênh cả nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong video tiếp theo của em Hương ạ.